Các bác vừa lắng nghe phần âm sắc của chiếc Sanio XM650K. Sản phẩm này vừa mới cập bến. Thế thì em cũng phải chia sẻ với các bác là sản phẩm này thì em đã từng bán nhiều trên kênh rồi. Và đã có rất nhiều bác đã ủng hộ sản phẩm này. Và sau khi mà sở hữu sản phẩm này thì được rất nhiều các bác đánh giá cao về chất âm của chiếc này. Vừa rồi em test một cuốn băng, một ca khúc mà do ca sĩ Ngọc Sơn thể hiện.
Chiếc này thì các bác thì chỉ có thể mua ở eBay của Mỹ hoặc là mua ở Amazon. Nếu tra chiếc này ở trên YouTube thì chỉ có bên em bán hàng. Đấy. Và chiếc này mua cũng rất khó mua. Chiếc này thì về hình thức của nó thì theo đánh giá nó không còn phải đẹp xuất sắc. Có những chiếc xuất sắc thì bên em đã từng bán với cái mức giá nó rơi khoảng 7 triệu đến 9 triệu. Chiếc này thì nó có một cái nhược điểm là nó có một cái vết sức sơn màu đen nhỏ nhỏ ở đây, nghĩa là nó một sơn toàn bộ cái này là sơn màu đen nhưng mà nó bị chảy cái này ra, nó hở nhôm ra, và những cái vết mà mạ này nó cũng đã bong tróc lúng đúng rồi. Vì thế nên em sẽ thanh lý với mức giá rất hợp lý để cho các bác phục vụ các bác mua để chơi Tết. Và giá em công khai là 5 triệu 500 ngàn đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Và tất cả những sản phẩm từ 5 triệu trở lên thì bên em được các bác mua hàng được tặng một cuốn băng có chứa 1 tỷ bài hát mà em đã giới thiệu trên kênh YouTube, được rất nhiều bác đã ủng hộ. Và chiếc này thì về thông số em sẽ đo và kích thước của chiếc này chi tiết cho các bác cùng tham khảo. Nhưng trước khi đo thì em xin giới thiệu như sau. Con này thì sở hữu một cửa băng. Con này cơ thì bằng điều khiển điện tử. Nghĩa là điều khiển điện tử. Tại sao lại nói điều khiển điện tử? Bởi khi các bác đóng điện, ấn stop hoặc ấn các phím chức năng thì sau phải tầm vài giây nó mới chạy. Nó khác cái cơ điều khiển bằng mạch âm sắc kia. Cái thứ hai là nó sở hữu hai loa bass có đường kính là 18,5 cm. Đấy, các bạn nhìn này. Ngoài ra thì có hai loa jack và hai cái này là gọi hai là loa là chung. Về chức năng con này thì hoạt động thì hoàn hảo tất cả tính năng. Riêng phần radio thì nó sở hữu bốn giải tần số. Nhưng ở Việt Nam thì dùng có hai thôi. Con này thì phần radio của nó bắt rất là tốt, rất là nét. Toàn bộ ngôn ngữ trên chiếc đài sử dụng tiếng Anh, rất dễ dùng. Về nguồn điện sử dụng thì các bác có thể sử dụng điện 110, 120, 220 và 240V. Nhưng em thì đã gạt sẵn sang cầu điện 220V để các bác về cắm chịu sai thôi. Sau đây thì em sẽ tiến hành đo kích thước cho các bác. Để bác nào thực sự quan tâm đến sản phẩm này thì đây cũng là thông tin chi tiết để các bác có thể kê kích trong không gian của mình. Chiếc này thì có chiều ngang là 58 cm. Chiều cao của chiếc đài là 32 cm, nếu tính chiều cao cả quai là 42 cm. Trọng lượng của chiếc đài là 10 kg. Đấy. Bây giờ thì em sẽ tiến hành quay hình thức của nó cho các bác. Đấy. Sau khi quay hình thức rồi thì là em sẽ test hết phần radio. Với lại thì em đã test phần cassette để các bác thẩm phần âm. Về hình thức cái đài thì chỉ duy nhất nó có một cái vết đây, xước sơn đây. Thì còn lại đài là zin nguyên bản tuyệt đối. Em đã bảo dưỡng và thay dây cu loa, thay bánh tì, chạy hoàn hảo. Bởi vì thực ra những chiếc đài này thì nó được sản xuất vào những năm 70, 75 của thế kỷ trước. Thông tin em tra chính xác chiếc này là sản xuất vào năm 1972 và sản xuất tại Nhật nhưng mà xuất sang thị trường châu Âu. Vì thế các bác chỉ có mua được sản phẩm này ở châu Âu hoặc là ở Mỹ, đặc biệt là chỉ mua eBay hoặc Amazon của Mỹ mới có. Và trọng lượng chiếc đài này là 11,5 kg. Bởi vì khi mà đóng gói hàng từ nước ngoài về thì em đã cân chiếc đài này. Và biết trọng lượng nó, nguyên phí vận chuyển từ nước ngoài về đã mất hơn 2 triệu rồi. Nhưng do hình thức của nó hơi xấu, không phải xuất sắc, vì thế nên em bán một mức giá rất hợp lý để phục vụ các bác chơi Tết. Em xin giới thiệu qua để khi nào bác mua có thể các bác mua có thể. Cái phần này là phần điều khiển cái bốn giải tần số của phần radio. Mình FM để trên và AM là để dưới này. Đấy. Còn đây là cái phím tuning, là phím dò sóng này. Đấy. Cái này là chỉnh volume, chỉnh ba lăng. Ba lăng này là các bác chỉnh cân bằng loa trái loa phải. Con này có thể điều chỉnh được cả check riêng và bass riêng. Đấy. Đây, check riêng, bass riêng. Phần mode này là phần mà các bác điều chỉnh âm sắc của nó. Nó nghe được ba chế độ mono, stereo và expander. Nghĩa là phần expander này là các bác nghe ở giải rộng, nghĩa là nghe ở không gian rộng.
Còn cái phím function kế tiếp đây thì là phím điều khiển các chức năng của nó. Mình đang để dưới cùng này là nghe băng, để lên nút giữa nghe radio, để lên trên cùng này là vừa nghe line in và phono. Con này có các chức năng chơi đĩa than. Và đặc biệt con này có cả tính năng Dolby, nghĩa là điều khiển âm sắc độ trầm nhại cao, giống như kiểu là các bác ở trong cái vang số ấy. Còn phần băng của nó thì nó có 3 chế độ băng. Đầu tư con này đầu tư metal chống mòn. Đấy. Cửa này là cửa cơ, cửa hút, cửa tự động. Đây ạ. Đấy. Em quay hình thức của nó cho các bác. Sau đó thì em sẽ quay phía sau. Đây phía trên đấy nhá. Đấy. Đây, modem đây ạ. MX650K. Giá cực kỳ hợp lý. 5 triệu 500 ngàn đồng. Đây là hình thức phía sau của chiếc đài. Đài thì còn rất là lành lặn. Và đây là phần phần này là các bác xem cái phần thông tin của sản phẩm đây. Sanyo M gạch ngang X650K. Đấy, và con này sản xuất tại Nhật, Made in Japan. Đây phần này thì là cái phần mà nguồn điện của nó. Vâng, đây em xin quay modem của nó đây. Để bác nào mua thì có thể là biết. Bởi vì em không bao giờ quay một chiếc đài quay nhiều lần, em chỉ quay một lần thôi. Đây. Modem 4 số cuối là 54502. Và đặc biệt phần mút đây, mút này của nó. Bạn này còn rất là nhiều chiếc còn về là bị nát ra, nhưng mà chiếc này thì nguyên lành lặn. Vâng, đây thì nó có cổng line in và line out, các bác có thể cắm ra loa để nghe. Con này đây nó có cổng cả cổng mic. Đấy, đài rất là đẹp. Giá cực kỳ hợp lý. Vâng, bây giờ em sẽ chuyển sang phần test radio, xong thì phần test phần line in cho các bác nhé. Test phần radio thì khi các bác muốn chơi radio thì các bác gạt cái nút đấy lên giữa. Tích cực, chủ động đổi mới nhiều hơn nữa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng. Tập trung lựa chọn các vấn đề nổi cộm được cử tri dư luận quan tâm để lựa. Bác nào lần đầu tiên xem kênh của Thế Giới Đài thì nhớ ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều video đăng tải, và cho em một like để em có nhiều động lực làm nhiều video cho các bác xem. Xử lý đối. Con này phần công suất rất nhạy, chỉ cần tăng nhẹ cái này. Cho thuê đất chậm triển khai. Rất to. Chuyển mục đích sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai nhằm cùng Ủy ban nhân dân thành phố tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục, quy trình thực hiện và đề xuất các cơ chế chính sách theo quy định của luật. Của chúng ta bị trễ giờ bay ạ. Quốc lộ 5 qua các điểm giao cắt Sài Đồng, Thạch Bàn, các phương tiện vẫn có thể lưu thông được bình thường, chúng ta yên tâm. Có thể. Nếu mà cả hai cùng lật hoặc là cả hai cùng ngửa thì coi như là chưa được. Đấy là tùy theo từng dòng then. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu một lần được tham gia vào một nghi lễ then, xem thầy then diễn xướng, có lúc vụ muốn xem xét lại vấn đề và thu thập ý kiến của người dân trong 15 ngày tới. Điều này sẽ giúp Bộ Nội vụ có thêm thời gian để cân nhắc có tiếp tục triển khai hay loại bỏ hẳn đề xuất này. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thông tin quảng cáo. Xóa tan đi nỗi đau khi lắng nghe con tim đợi chờ niềm hạnh phúc. Em sẽ chuyển sang phần test AM nhé. AM thì các bác cho xuống nút AM đây. Đây ạ. Rồi chuyển cái cần gạt mình về phía đầu này. Đấy, radio.
luôn có hương án, có bát hương, có gạo và một bát nước. Trên bát gạo có một quả trứng và hình nhân bằng giấy, hàm ý là thầy sẽ thu thập vía của tất cả gia đình, rồi cùng thầy lên thiên giới gặp các vị thần linh. Em xin kết thúc phần test radio và em chuyển sang phần test một phần nữa là phần line in, bởi vì cổng line in này nó có thể chơi được cả phono, nghĩa là chơi cả đi thang. Phần line in thì các bác chỉ cần gạt cái nút function này lên thôi. Trên cùng này, đây ạ. Phần line in đây ạ. Bởi vì trong khoảng tầm gần chục video trở lại đây thì các bác khách hàng có yêu cầu là test đầy đủ các chức năng. Vì thế nên là video nó sẽ kéo dài hơn so với bình thường, nên là các bác hãy rất hết sức thông cảm. Bởi vì nhiều bác căn cứ video để mua hàng, bởi vì bên em là bán hàng là ship code. Những sản phẩm trên 5 triệu thì cọc ít thôi, cọc 200-300 thôi. Đây, thì line in thì các bác phải có cổng 3.5 cắm phía sau đây. Em đã cắm ở phía sau đây rồi. Đấy. Và một đầu thì kết nối máy tính đây. Đấy. Và bây giờ thì em mời các bác thưởng thức chất âm của chiếc này. Em sẽ mở nhạc mạnh để các bác cùng thưởng thức. Vâng, thế giới đài xin trân trọng cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh. Em xin kết thúc video test chiếc đài Sanyo MX650K tại đây. Bác nào ưng sản phẩm trên thì hãy nhấc máy lên gọi ngay cho thế giới đài, số điện thoại đang chạy trên màn hình. Xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo.